Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện, nói gì trước giờ dự phiên tòa xử bà Phương Hằng. Tối ngày 20 tháng 9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi biểu diễn tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại tiệc mừng lễ công bố khởi động Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2024 diễn ra tối ngày 20 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời. Anh biểu diễn ca khúc hit Vùng trời bình yên, liên khúc nhạc ngoại và nhận được sự cổ vũ của quan khách có mặt tại buổi tiệc. Chia sẻ với truyền thông sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự quan tâm đến nền điện ảnh Việt Nam nói chung, điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và kỳ vọng Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ mở ra một cột mốc mới cho làng phim nước nhà. Về bộ phim Hào quang rực rỡ, tác phẩm thuộc thể loại tiểu sử kể về cuộc đời thăng trầm và hành trình 25 năm ca hát của mình, Đàm Vĩnh Hưng nói dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, phim có nhiều khâu đang hoàn tất, kịch bản là yếu tố cực kỳ quan trọng bởi đây là phim tiểu sử, liên quan nhiều nhân vật còn sống, tôi phải cân nhắc kỹ bởi có thể làm phật ý nhiều người. Tôi chưa biết khi nào phim bấm máy vì cần phải tìm được các diễn viên đóng vai về mình, xuyên suốt cuộc đời từ nhỏ tới lớn, có người đang chờ thử vai, có người kẹt đóng phim khác, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Khi được hỏi liệu có mang phim Hào quang rực rỡ tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh hay không, giọng ca 7X nói, sau khi quay xong, nếu phim của tôi mang lại những thông điệp tốt đẹp, được khán giả đón nhận thì chắc chắn tôi sẽ tham gia. Liên quan đến việc tham dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đang được dư luận quan tâm, Đàm Vĩnh Hưng từ chối chia sẻ với phóng viên. Ca sĩ vội vàng ra về để dành thời gian bên con trai, bé Polo Huỳnh. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 9, trao đổi với phóng viên Dân trí, quản lý của Đàm Vĩnh Hưng xác nhận nam ca sĩ sẽ tham dự phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng vào sáng mai ngày 21 tháng 9. Đại diện nghệ sĩ cho biết, Đàm Vĩnh Hưng sẽ ra tòa theo đúng quy trình của cơ quan chức năng, mọi thông tin sẽ được trình bày trước tòa. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tòa án cũng triệu tập các ông, bà Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá. Ngoài ra, tòa còn triệu tập ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đình Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư bảo vệ cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh đều cho biết các thân chủ của mình sẽ tham dự phiên tòa này. Trong phiên tòa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có luật sư Lê Thị Hoài Giang, Võ Thị Thu Trang bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.